Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này lần đầu tiên bắn hạ Grom-2, một tên lửa tác chiến chiến thuật mới của Ukraine. Đồng thời, ba tên lửa của hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn tại khu vực Novoanarika và Zalinigay ở tỉnh Donetsk. Grom thường được biết đến với cái tên sấm sét có tầm bắn từ 50 đến 500 km. Tùy thuộc vào biến thể, Grom-2 là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn, có tầm bắn khoảng 280 km. Hệ thống tên lửa được đặt trên một chiếc xe tải quân sự. Mặc dù có rất ít thông tin về loại tên lửa tối tân này của Ukraine, nhưng một số báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng nó được cho là sẽ cạnh tranh với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Chuyên gia quân sự Vizander nói rằng Grom-2 có đầu đạn nặng 480 kg và tầm bắn 500 km.